là bị đánh giá là đội bóng yếu nhất trong bảng đấu, gồm có Việt Nam, Malaysia, Singapore và Myanmar. Hiểu rõ điều này, nên huấn luyện viên Michael Weiss đã triển khai kế hoạch chuẩn bị cho AFF Cup 2022 từ 2 tháng trước và Lào là một trong những đội tuyển có sự chuẩn bị sớm nhất. Về nhân sự, điều bất ngờ là huấn luyện viên Michael Weiss sử dụng nòng cốt là các cầu thủ U23 kết hợp cùng với một số trụ cột giàu kinh nghiệm, nổi bật gồm có Sukaphone Vong Trương Kham, Manolom Fetfakdi và tiền đạo Billy Ketkel Phomphone từng thi đấu tại Pháp. Với đội tuyển Việt Nam, AFF Cup 2022 là giải đấu cuối cùng của ông Park Hang-seo trên cương vị huấn luyện viên trưởng. Nhà cầm quân người Hàn Quốc thể hiện rõ khát vọng muốn cùng các học trò bước lên ngôi vị số 1 ở khu vực một lần nữa trước khi chia tay. Ông Park cũng đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho giải đấu lần này và đưa ra hàng loạt sự điều chỉnh về nhân sự. Ngoài việc trao cơ hội cho các tân binh như Văn Khang, Tuấn Hải và Hải Huy, ông Park cũng quyết định điền tên Văn Quyết vào danh sách sau thời gian dài không sử dụng cầu thủ này. Trước giờ bóng lăn, đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Lào khi giữa hai đội có sự chênh lệch đáng kể về năng lực, bản lĩnh và thành tích đã giành được trong thi đấu. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn thể hiện sự tôn trọng đối thủ bởi việc giành kết quả tối đa ở trận ra quân sẽ giúp hành trình còn lại trở nên thuận lợi hơn. Đặc biệt, đội tuyển Việt Nam sẽ phải đối đầu với đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Malaysia ngay sau trận đấu với Lào. Đội tuyển Lào thường chọn lối chơi phản công với sơ đồ 4 hậu vệ và cách chơi này đã được huấn luyện viên Michael Weiss áp dụng ở các trận đấu trước thềm AFF Cup. Bộ ba cựu binh gồm Vong Trương Kham, Fetfakdi và Billy là những trụ cột quan trọng. Trước giờ lên đường tới Lào, Quang Hải đã hội quân cùng đội tuyển, Văn Hậu và Hoàng Đức đã bình phục chấn thương, nhưng Văn Đức và Tiến Dũng mắc Covid-19. Huấn luyện viên Park Hang-seo có thể sẽ sử dụng những cầu thủ như Văn Toàn, Thanh Bình chám vào các vị trí này bên cạnh các cầu thủ như Văn Quyết, Quang Hải và Tuấn Hải. Billy Ketkel Phomphone, tiền đạo từng chơi bóng tại Pháp, đã được huấn luyện viên Michael Weiss trao cơ hội trở lại vào phút chót và là hy vọng số 1 trên hàng tấn công của đội tuyển Lào. Nguyễn Quang Hải, người hâm mộ đang nóng lòng chờ đợi màn ra mắt của tiền vệ này sau thời gian dài chơi bóng tại Leicester. Từ năm 2008 trở lại đây, Lào chưa từng ghi được bàn thắng vào lưới đội tuyển Việt Nam và thua cả 5 trận, thủng lưới 16 bàn trong 5 lần hai đội gặp nhau. Về năng lực chuyên môn và kinh nghiệm thi đấu, giữa Lào với Việt Nam cũng có khoảng cách rất lớn. Thất bại 0-5 trước U23 Thái Lan trong trận giao hữu trước thềm AFF Cup 2022 khiến thầy trò huấn luyện viên Michael Weiss nhận rất nhiều chỉ trích. 5 trận vừa qua, đội tuyển Lào thắng 2 trận và thua 3 trận, ghi được 4 bàn và thủng lưới 11 bàn. Đội tuyển Việt Nam có phong độ rất ấn tượng trong thời gian chuẩn bị cho AFF Cup 2022 khi đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo toàn thắng cả 5 trận. Ngoài ra, còn gây ấn tượng bằng sự chắc chắn của hàng thủ với việc chỉ để thủng lưới duy nhất 1 bàn và ghi được 12 bàn. Đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn rất nhiều so với chủ nhà nếu nhìn vào thành tích và sự thể hiện thời gian gần đây. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ cần giành 3 điểm trước Lào và phải bảo toàn lực lượng chuẩn bị cho trận đấu quyết định với Malaysia 6 ngày sau đó. Có thể, đội tuyển Việt Nam chỉ thắng chênh lệch 2 bàn so với tỷ lệ 2,5 bàn như nhận định của các chuyên gia. Năm trận gần nhất, đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ thủng lưới duy nhất 1 bàn và sự chắc chắn của hàng phòng ngự ngày một được củng cố. Điều này báo hiệu các chân sút của Lào gặp rất nhiều khó khăn trong việc chọc thủng lưới đội tuyển Việt Nam. Tổng số bàn thắng của trận đấu có lẽ chỉ là các bàn thắng của học trò huấn luyện viên Park Hang-seo và khó vượt mức 3 bàn. Dự đoán, đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng trước đội tuyển Lào với tỷ số 2-0.